Phật A Di Đà lấy ân đức vô thượng này, ngài thành tựu nhưng không hưởng thụ cho riêng mình. Thành tựu của ngài phổ thí gấp mười phương, không có cùng tận, càng thí càng nhiều, càng thí càng không thể cùng tận. điều này chúng tôi có kinh nghiệm qua vào năm 1999 tôi ở Singapore khi đón năm mới cư sĩ Lâm phát cơ miễn phí 3 ngày mùng 1 mùng 2 và mùng 3 Hoan nghênh mọi người đến ăn cơm Tôi thương lượng với cư sĩ Lý Mộc Nguyên Chúng ta có thể mỗi ngày đều làm việc này chăng? Một năm 360 ngày đều phát cơm miễn phí Ông ta cũng vui mừng, được Chúng ta thử xem Việc phát cơm ở cư sĩ lâm rất nổi tiếng. Quân bình số người đến ăn cơm hàng ngày lên đến một ngàn người. Những ngày nghỉ hay chủ nhật khoảng ba bốn ngàn người. Phát cơm suốt 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Buổi tối bất cứ lúc nào đến đều có điểm tâm nóng. Cư sĩ lâm tốn hết bao nhiêu tiền? Không tốn bao nhiêu Đại khái là mấy ngày đầu Chưa đến một tháng Một hai tuần đầu Cư sĩ Lâm phải bỏ tiền ra Còn sau đó Thì khắp nơi Đều có người đem gạo, dầu, rau đến Đưa đến rất nhiều Ăn không hết Mỗi ngày Một ngàn người ăn cũng không hết Không ăn hết phải làm sao những thứ đó không thể để dành Để lại sẽ hư mất nên đặc biệt mua một xe tải nhỏ để đưa đến các tôn giáo khác singapore có chín tôn giáo họ thành lập khu nhi viện viện dưỡng lão cơ cấu từ thiện nên những thứ chúng tôi không dùng đến đều phân phát cúng dường cho họ trở thành chỗ cúng cấp cho họ ngày ngày đều đưa đến chúng tôi thu nhập rất nhiều nhưng không tốn tiền các tôn giáo khác nhìn thấy rất hâm mộ. Nói với Lý Cư sĩ rằng quý vị sẽ có tiền, tiền từ đâu đến? Cư sĩ nói, chúng tôi đã có ông chủ giỏi. Ông chủ này là ai? Phật A Di Đà là ông chủ của chúng tôi. Ông chủ chúng tôi có tiền. Thực tế thì càng thí càng nhiều. Đây là một việc tốt phật pháp tiếp dẫn chúng sanh đầu tiên là lấy lợi dụ dẫn sau đó khiến họ thâm nhập vào trí tuệ của như lai thật vậy rất nhiều người không tin tôn giáo cũng thường đến đây ăn cơm mấy hộ gia đình gần cư sĩ lâm đều không cần nấu ăn khi ăn cơm đều đến cư sĩ lâm lâu ngày như vậy cũng thấy ngại nên đến xin làm công quả Cuối cùng tất cả đều tin Phật Đều trở thành tín đồ của cư sĩ Lâm Càng thí càng nhiều Phật A di đà ở thế giới cực lạc cũng vậy Càng thí càng nhiều Quý vị xem Ngài bố thí tài, bố thí pháp Bố thí vô ý Ngài đã thực hành Phạm vi là cõi nước của mười phương chư Phật Cấp biến pháp giới, hư không giới không có vị phật nào làm như vậy có làm nhưng không nói là làm với quy mô lớn như vậy thế giới cực lạc đã làm như thế thế nên quý vị đừng sợ xả thật sự càng xả thì được càng nhiều càng nhiều thì sao phải càng xả bỏ không được lưu giữ như vậy rất phiên phức càng nhiều càng xả Càng xả càng nhiều Cho không bao giờ cùng tận Ẩn đức của Phật Di Đà rộng lớn sâu xa Ngôn ngữ khó mà nói rõ cho được Từ trên thân có trăm miệng Miệng có trăm lưỡi Nói như vậy cùng kiếp Cũng không thể nói hết nên gọi là bất khả thắng ngôn ý này vẫn chưa hết nhưng đã hết giờ rồi ngày mai chúng ta còn một buổi giảng nữa